Ngày 20 tháng 9, Triều Tiên đã có phản ứng chính thức trước việc Thượng viện Nhật Bản thông qua dự luật an ninh mới nhằm mở rộng vai trò của lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại nước ngoài. Đài truyền hình KRT dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên bày tỏ mối quan ngại về dự luật an ninh của Nhật Bản mới được thông qua. Thông báo khẳng định Triều Tiên sẽ tăng cường thêm sức mạnh quân sự để làm nhụt chí đối phương. Tuần qua, Triều Tiên cũng thông báo kế hoạch phóng tên lửa đẩy tầm xa trong chương trình nghiên cứu vũ trụ. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng cho biết đang tiến hành quá trình phát triển kho vũ khí hạt nhân của mình. Một số nguồn tin cho rằng vụ phóng thử tên lửa nêu trên có thể được Triều Tiên tiến hành vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10 tháng 10. Hôm 19 tháng 9, dự luật an ninh mới đã được Thượng viện Nhật Bản thông qua, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chính sách an ninh thời kỳ hậu chiến của Tokyo, với mục đích đẩy mạnh hơn nữa vai trò của lực lượng phòng vệ Nhật Bản ở nước ngoài để tăng cường mối quan hệ đồng minh với Mỹ. Dự luật mới sẽ cho phép Nhật Bản thực thi quyền phòng vệ tập thể trong giới hạn cho phép hoặc viện trợ cho Mỹ cùng các quốc gia khác nếu những nước này bị tấn công vũ trang, ngay cả khi chính Nhật Bản không bị đe dọa.